Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Hình. Thì hôm nay mình mới vừa nhận được một món đồ ở trên StockX. Thì mình muốn giới thiệu cho các bạn xem về món đồ này. Ok, giờ mình bắt đầu nhé. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái StockX. Thì cái StockX á, theo mình thấy á, là nó bán hết tất cả những cái mặt hàng như là quần áo, giày dép mà gọi là đang hiệu, đang là hiếm ở trên thị trường. Và đảm bảo với các bạn, khi các bạn mua trên đó là đảm bảo là hàng real, nó đã được check và nó được guarantee, nó được bảo đảm tất cả mọi thứ trên đó. Và trên đó có như là Nike, Adidas, Supreme, Gucci, LV, tất cả những cái mặt hàng mà bạn mua trên đó đảm bảo với bạn là real. Thì mình đã lựa chọn StockX để mình mua cái đôi giày này để mình ship cho một khách hàng của mình ở Việt Nam. Thì bây giờ thì mình sẽ unbox nó và cái người khách hàng này đã đồng ý cho mình mở cái hộp ra để mình giới thiệu với mọi người. Và đây là cái sản phẩm mình mua trên StockX, là một đôi giày Nike. Thì đôi giày này hiện giờ nó đã sold out và nó cũng không phải là quá hot, nhưng mà nó cũng có cái giá cũng khá là cao, là 130 đô. Nên mình đã mua ở trên StockX đó, là 130 đô. Và cái đôi giày này là Nike Zoom Fly SB. Đây là cái thông tin của nó, là size 8. Thì đôi giày này thì vào năm 2018 này mình đã thấy rồi, nhưng mình cũng có lựa chọn và cũng có đắn đo, mình suy nghĩ mua nhưng mà cuối cùng mình không có mua đó. Thì khi mà mình bắt đầu khoảng 2 tuần nữa mình về Việt Nam đó, thì mình có nhận order để mình đem những sản phẩm này về Việt Nam để mình ship. Rất may mắn thì mình đã mua được và mình mua mới 100%, không có mua lại. Về cái sản phẩm này thì cũng không phải là quá hot, nhưng mà mình có cơ hội mình mua được nên mình muốn giới thiệu cho các bạn xem. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu unbox nó nha. Đầu tiên khi mình mở hộp á, thì trong cái hộp giày á, nó có tặng mình một cái túi đó, cũng rất là đẹp và nổi. Rồi cái thứ hai là trên đây nó có một cái tờ giấy của StockX luôn, giống như là nó gọi là mà được chứng nhận đó. Cái tờ giống giấy này giống như là được chứng nhận là hàng này là của StockX. Rồi trên đôi giày, đây là đôi giày mà mình đã order. Thì trên đôi giày á, nó có một cái logo đi đó, nó được chứng nhận của StockX và authentic, là đã được verify rồi đó, là chắc chắn 100% đây là hàng real đó. Thì cái này nó sẽ làm cho StockX nó có giá trị hơn khi mà các bạn có cái này là được đảm bảo. Và khi các bạn, nếu các bạn mang chán thì các bạn có thể bán đôi giày này mà không sợ là hàng fake. Và trên đây nó có một cái sticker này cũng khá là đẹp đó. Nói chung là rất là uy tín. Lúc mà mình mua những hàng ở trên StockX hay là mua hàng một trang web nữa là GOAT, thì hai trang web đó rất là bảo đảm đó. Thì đây là cái sản phẩm của mình mua để mình ship về Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đánh giá về những chi tiết trên đôi giày này. Đây là những ý kiến cá nhân của mình về cái đôi giày này. Vì mình là trên tinh thần là mình thích giày chứ mình không phải là dân chơi giày, nên có những cái thiếu sót gì thì mong các bạn góp ý thêm cho mình. Đó, thì bây giờ mình bắt đầu nha. Thì mới nhìn vô đôi giày này á, thì mình đã thấy nó là cực kỳ năng động rồi. Và những cái đường nét thiết kế của nó nhìn rất là gọn. Đó. Và khi mà nhìn vô thì mình sẽ thấy được cái điểm nhấn của nó là chỗ cái dòng chữ như chỗ này đó. Cái thứ hai là một cái dòng chữ chỗ này. Và cái thứ ba mình có ấn tượng nhất á, là khi mà bạn mang một đôi tất vô á, thì ví dụ đôi tất xanh, tất đỏ, tất vàng, thì chỗ này nó sẽ nổi cái đôi tất của bạn lên, giống như là nó trong suốt đó mọi người đó. Thì đó là ba cái điểm nhấn mà mình nhìn vô là mình đập vô mắt mình là mình thấy được. Chứ cái đế á, thì nó cũng thiết kế theo kiểu bám vân vân như thế này, nó bám cũng khá là chắc. Về cái dây á thì nó cũng bình thường, mình thấy nó bình thường. Rồi ngay chỗ này nó có cái lưỡi gà. Và cái lưỡi gà này thì nó không có cân đối, nó cong như thế này. Và cái đôi giày hôm trước mình mua á, thì cái chỗ này nó cong hơn chút xíu, nó ôm vô chân mình. Còn đây này thì nó có một nửa thôi à. Thì trên đây có những cái chi tiết vân đường cong. Đây là bên trong. Thì bên trong của nó là có một cái miếng mút màu cam và nó vẽ hình cái đôi giày này đó. Đó là cái đánh giá của mình về cái đôi giày, rất là đơn giản thôi.
nếu mà muốn biết kỹ hơn thì phải thử, nhưng mà chân mình khi không thể vừa là mình cũng không được quyền thử đó. Thì đó, thì đây là những cái đánh giá của mình về cái đôi giày mà mình unbox cho các bạn xem. Nếu các bạn có thêm những cái thông tin gì về đôi giày này thì các bạn hãy comment bên dưới để cho mình biết thêm về thông tin, và giúp cho cộng đồng những người yêu thích giày, mê giày có thêm nhiều thông tin về những đôi giày khác nữa, để cho cộng đồng giày trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ những video của mình, và trong thời gian tới thì mình cũng sẽ làm những video về giày, về chỗ này chỗ kia, để cho mọi người biết thêm về nước Mỹ và biết thêm về mình. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.